Nửa đêm loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên, trường học đã đóng cửa. Các bạn học vui lòng chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thi cuối kỳ thực sự bây giờ chính thức bắt đầu. Câu hỏi 1, bạn đã bao giờ nói dối chưa? Tôi mỉm cười, đang muốn chế nhạo nói tôi là thánh nhân, chưa từng nói dối. Thì đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn hiện lên trong điện thoại. Đừng nói dối, sẽ chết đấy. Vì câu nói này, trong lòng tôi vô thức trả lời. Tất nhiên là tôi đã nói dối, nhưng tôi vẫn nghĩ trò đùa này là do học sinh nào đó lẻn vào phòng phát thanh của trường. Dù sao cũng đã nghỉ phép ở lại trường rồi. Đều là những người thi rất nhiều môn sắp bị đuổi học. Nhà trường đã sắp xếp một chương trình học lại. Muốn không bị đuổi học thì phải ở lại. Vì vậy giờ trong trường đều là học sinh cá biệt, nên có người to gan lẻn vào phòng phát thanh cũng là chuyện bình thường. Mở tin nhắn ra, tôi phát hiện là ở nhóm chat. Hơn nữa, lập tức có người gửi tin nhắn còn kinh khủng hơn. Đúng đấy, người bên cạnh tôi đã chết thật rồi. Lập tức cũng có người hỏi, chết như thế nào? Sao thế? Không gọi 120 sao? Người kia tiếp tục gửi một loạt tin nhắn. Loa phát thanh vừa nói, mọi người nghe rồi chứ? Cậu ta buột miệng nói rằng mình là thánh nhân. Sau đó tôi thấy lưỡi của cậu ta giống như bị kéo ra bởi kẹp sắt, càng kéo càng dài, sau đó bị rút ra hoàn toàn. Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ này, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay lập tức có người chửi, im miệng đi, nửa đêm rồi còn nói chuyện quỷ quái. Thấy hầu hết mọi người đều chửi cậu ta, người đó cũng không phản bác, tôi yên tâm rồi. Nhưng đột nhiên lại có người hỏi một câu, đây là nhóm gì vậy? Tôi mới nhận ra, tôi cũng không biết tại sao mình lại vào một nhóm như vậy. Tên nhóm là kỳ thi huấn luyện. Điều này có nghĩa là bên trong đều là học sinh trượt môn ở lại trường. Tôi đã xem thông tin thành viên nhóm, tổng cộng chỉ có 83 người. Hơn nữa mọi người đều được đặt biệt danh, đều là số và không thể thay đổi. Tôi là số 18. Lúc này lại có bạn học gửi tin nhắn trong nhóm, bạn của tôi cũng chết rồi, cũng là do lưới bị kéo ra. Tôi đang cảm thấy lạ thì người đầu tiên nói chuyện quỷ quái này lại gửi một video. Tôi liền mở ra xem, cả người đều cứng đờ. Phòng ký túc xá trong video đó đều là máu, hơn nữa còn có người đang nằm trong vũng máu, thật là đáng sợ. Lúc này trong nhóm vừa rồi còn ồn ào, giờ đã im lặng không ai nói gì. Nhiều người phát hiện thêm nhiều chỗ không đúng, lại bắt đầu nhắn trong nhóm, tại sao tất cả tin nhắn của tôi đều không gửi được. Tôi cũng vậy, điện thoại cũng không gọi được nữa, nhưng lại có thể nhắn trong nhóm này. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, vì tôi phát hiện tôi cũng giống họ. Cái quái gì vậy? Và đúng lúc này đài phát thanh lại vang lên. Câu 2, bạn đã từng làm ra hành vi sai trái nào chưa? Tôi vô thức muốn đưa ra câu trả lời thực sự, nhưng trong nhóm lại hiện lên một tin nhắn. Lần này nói dối hay không không quan trọng, phải trả lời không? Tôi vội vàng trả lời không. Lát sau lại có người nhắn, bạn cùng phòng của tôi không nhìn thấy tin nhắn, cậu ấy tưởng phải nói thật. Sau đó 10 ngón tay đều bị cái gì đó cắt ra. Có quỷ, mau tìm cách chạy trốn đi. Má ơi, chuyện quái quỷ gì vậy? Đây chắc chắn không còn là một kỳ thi nữa, đây là hình phạt. Hơn nữa người gửi tin nhắn cho chúng tôi chắc chắn biết gì đó. Tôi tìm thông tin của cậu ta trong nhóm, cậu ta gọi là số 0. Dù tôi vẫn chưa biết số này có nghĩa là gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhắn riêng cho cậu ta. Bạn học, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu ta trả lời rất đơn giản, đây không phải trường học, là địa ngục. Tôi lại bối rối. Thoạt nhìn thì nghĩ cậu ta nói nhảm, nhưng nghĩ lại thì những gì cậu ta nói rất có lý. Hai câu hỏi tương ứng với địa ngục nhổ lưỡi và địa ngục cắt tay. Trong địa ngục nhổ lưỡi, quỷ sẽ bẻ miệng người ta ra, kẹp lưới bằng kẹp sắt, sau đó rút ra. Còn địa ngục cắt tay, quỷ sẽ dùng kéo trực tiếp cắt đứt 10 ngón tay của con người. Nhưng chúng tôi chỉ là trượt môn, đâu đến nỗi xuống địa ngục. Tôi vội vàng hỏi, vậy bây giờ nên làm gì? Cũng đúng lúc này, tôi phát hiện có một bạn học số 7 nhắn tin riêng cho tôi. Đây là một tin nhắn trong nhóm, đừng tin số 0, hắn là ác quỷ, đừng nghe lời hắn. Sao lại nói vậy? Tôi liền hỏi, số 0 không phải đang giúp chúng ta sao? Lát sau số 7 mới trả lời tôi, hắn cố ý chậm một nhịp mới gửi tin nhắn, để một số người trả lời sai trước, cũng để người trả lời đúng tin hắn. Tôi vẫn còn hoài nghi, nhưng số 7 lại nói, nếu cậu không tin thì nhắn cho hắn, hắn nhất định sẽ bảo cậu đến một nơi, và cậu sẽ chết. Thực ra tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cho đến khi số 0 trả lời tôi, đến sân vận động, tôi sẽ giúp cậu, tôi mới hoàn toàn nhận ra số 7 nói đúng. Số 0 của nhiên bảo tôi đến nơi chỉ định, tôi chụp màn hình tin nhắn và gửi cho số 7, sau đó hỏi, sao cậu biết hắn sẽ nói như vậy? Cậu cũng nhắn cho hắn sao? Số 7 trả lời, là vì bạn của tôi, cậu ấy nhắn với số 0, sau đó bị gọi ra ngoài, bây giờ hoàn toàn mất liên lạc. Đọc đến đây tôi rất hoảng loạn, vội hỏi vậy phải làm gì? Số 7 trả lời tôi, tập hợp những người tin tưởng tôi, cùng tìm cách trả lời câu hỏi, tìm cách thoát khỏi địa ngục này. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể chờ số 7. Nhưng trong đầu tôi cũng hiện ra một vấn đề, nếu số 7 không liên lạc với số 0, thì sao cậu ta biết đang ở địa ngục? Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì bị thêm vào nhóm mới là do số 7 lập, bên trong chỉ có hơn 20 người. Số 7 nhắn đầu tiên trong nhóm, các bạn học, bây giờ rất nguy hiểm, để không bị tiêu diệt, tôi có hai phương án muốn nói với mọi người. Đầu tiên là chia ra số chẵn lẻ, thay phiên nhau trả lời theo hướng dẫn số 0, sau đó lại thông báo trong nhóm. Như vậy thì dù số không cố ý nói dối, cũng sẽ còn nửa số người còn sống. Phương án 2 cực đoan hơn là để một người trả lời trước. Nếu muốn làm như vậy, tốt nhất là theo thứ tự xếp hạng, từ người có thành tích cao nhất trở xuống. Tôi vào xem, xếp hạng
cao nhất trong cả nhóm là số 7. Thoạt nhìn thì đề xuất phương án này rất bất lợi cho cậu ta. Nhưng nếu cậu ta biết câu chuyện bên trong, thì cũng có thể nói dối. Ví dụ như mình trả lời đúng, nhưng cố ý không nói, giả chớ. Vậy thì cả nhóm sẽ bị hại. Tôi có cảm giác cậu ta biết rất nhiều. Bởi vì tôi không biết, số này hóa ra là xếp hạng thành tích. Cho nên tôi liền nhắn cho cậu ta. Nếu cậu chưa nhắn với số 0, vậy tại sao lại biết đây là địa ngục? Hơn nữa tại sao cậu biết số của chúng tôi là xếp hạng thành tích? Số 7 không dài dòng, trực tiếp nói, nhận cuộc gọi. Cậu sẽ biết tại sao. Sau đó cậu ta gọi video cho tôi. Tôi rất tò mò nên đã nhận cuộc gọi. Nhưng khoảnh khắc kết nối, tôi liền sửng sốt. Số 7 vậy mà trông giống hệt tôi. Tôi đã bị sốc, không nói nên lời. Cậu ấy còn nói, tôi chính là cậu. Tôi là một cậu khác trốn thoát từ địa ngục. Tôi hoàn toàn chết lặng. Số 7 cũng tắt video. Sau đó gửi tin nhắn, muốn thoát khỏi địa ngục thì phải nghe tôi. Nhiệm vụ đầu tiên là sống sót, sau đó nghĩ cách đối phó số 0. Ngay lúc này, loa phát thanh lại vang lên. Cô ba, bạn có đối tốt với bố mẹ và anh chị em trong nhà không? Tôi không cần nghĩ, thầm trả lời trong lòng. Số 0 nhắn trong nhóm, không cần biết thật giả, cứ trả lời là tốt. Mà trong nhóm nhỏ, số 7 cũng gửi tin nhắn đến. Mọi người khoan trả lời đã, tôi sẽ trả lời trước. Nếu một phút sau tôi không nói gì, điều đó có nghĩa là tôi đã chết. Xem ra là trực tiếp thực hiện phương án thứ hai. Nhưng đúng lúc này, số 0 lại nhắn cho tôi. Sao cậu không đến sân vận động? Hay là cậu đã bị hại rồi? Tôi không dám trả lời. Thật ra không trả lời cũng được. Không trả lời cậu ta sẽ nghĩ tôi bị hại rồi. Trong khi đó, số 7 cũng nhắn trong nhóm nhỏ. Có thể trả lời theo số 0. Tôi không sao. Tôi nhanh chóng trả lời trong lòng. Cố nhiên là không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra có thể tin số 7. Tuy nhiên, số 0 lại gửi một tin nhắn nữa. Tôi thật sự muốn cứu cậu. Đừng để bị quỷ mê hoặc. Hãy tin tôi. Hết ác quỷ lại đến ma quỷ. Lúc này tôi rất nghi ngờ tính chân thực của thế giới này. Tôi chỉ bị trượt môn thôi mà, làm sao có thể bị cuốn vào chuyện như vậy? Lúc này số 0 lại gửi tin nhắn cho tôi. Tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân, tôi đang cứu cô. Hiểu chưa? Tôi bị sốc. Nếu bình thường có người nói với tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ người kia là kẻ ngốc. Nhưng thời điểm này thì khác, vì những chuyện xảy ra quá kỳ lạ. Hơn nữa, cách nói này của số 0 đã giải đáp một vấn đề mà không ai có thể trả lời được. Sao tôi lại đến địa ngục này? Trượt môn thì phải xuống địa ngục sao? Không có chuyện như vậy. Nếu như là tôi đang hôn mê, vậy thì có thể giải thích rồi. Căn bản không có địa ngục, tôi chỉ là sắp chết mà thôi. Cho nên tôi mới bị mắc kẹt ở đây, trong một nơi không có thực. Trong rất nhiều phim truyền hình, không phải đều như vậy sao? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi lại số 0, anh có bằng chứng? Chứng minh không? Số 0 trả lời lại, có, nhưng để chứng minh là cô nhắn. Nói cho tôi biết tên của cô trước. Tôi cười, đây là câu hỏi gì vậy? Ngốc hơn cả những câu hỏi trên đài phát thanh. Tôi sẽ không nhớ được tên mình chắc. Tôi nhanh chóng nhập một dòng chữ trên màn hình điện thoại. Đơn giản quá, tên tôi là 18. Tôi liền sửng sốt. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng. Tại sao tôi lại nghĩ số 18 là tên của tôi? Đây chỉ là số của tôi trong nhóm thôi mà. Tên thật của tôi là gì? Tôi sửng sốt một lúc mới hiểu câu hỏi này của số không khó như thế nào. Bởi vì tôi thật sự không nhớ nổi tên mình là gì. Đây lại là chuyện gì vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh ta là bác sĩ, vậy anh ta hỏi câu này có ý gì? Xác định xem đầu óc tôi có còn hoạt động được không sao? Nhưng nếu như không dùng được, thì lẽ nào không cứu sao? Không thể nào. Vì vậy tôi nghĩ đến một khả năng khác. Có thể hắn thật sự là ác quỷ. Bởi vì đây là không gian khi tôi sắp chết, không cần phải chứng minh tôi có phải tôi hay không. Lý do hắn muốn biết tên tôi chỉ có thể là hắn muốn hại tôi. Tôi nhanh chóng xóa tin nhắn, chỉnh sửa lại và gửi một tin nhắn khác cho số 0. Tôi sẽ không để lộ thông tin, bởi vì tôi nghi ngờ anh biết được tên tôi thì sẽ làm hại tôi. Người nên bị nghi ngờ là anh. Anh nên chứng minh điều mình nói là đúng trước. Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi hồi hộp chờ câu trả lời của số 0. Đồng thời lúc này tôi cũng nghĩ đến những điều không phù hợp về không gian này. Loa phát thanh bên ngoài là chuyện gì? Còn chuyện của số 7 là sao? Lúc này, số 7 cũng gửi tin nhắn đến. Trong vòng tuần hoàn trước, tôi suýt nữa đã bị ác quỷ mê hoặc. Hắn biết người vào địa ngục không thể giữ lại ký ức. Vì vậy hắn cố ý khiến tôi nhớ lại bằng cách đặt câu hỏi. Hãy cẩn thận, không thể không nói số 7 chính là một tôi khác. Giống như đọc được suy nghĩ vậy, lời cậu ta nói càng khiến tôi nghi ngờ. Nhưng vấn đề về địa ngục này quá nhiều. Tôi liền hỏi, cậu có thể giải thích được không? Tại sao tôi và cậu xuống địa ngục? Số 7 nhanh chóng đưa ra một câu trả lời rất vô lý. Ma quỷ luôn muốn tấn công con người, mà người có trình độ học vấn thấp càng yếu hơn, càng dễ dàng bị mê hoặc. Vậy tổng kết lại là vì chúng tôi xuống địa ngục vì rất quá nhiều môn. Thật là vô lý. Cậu ta lại nói, quả nhiên giống tôi đoán, cậu bị số không mê hoặc rồi đúng không? Tôi có thể cho cậu xem bằng chứng. Sau đó cậu ấy bắt đầu gửi rất nhiều hình ảnh đến.
Tôi mở ra xem, tất cả đều là hình ảnh đẫm máu rất đáng sợ. Có người bị trói vào cây sắt và bị tra tấn. Có người bị lửa thiêu rụi. Có người bị ném vào nồi dầu để chiên. Sau khi nhìn thấy tay tôi run lên, tôi vội vàng hỏi, cậu đang gửi cái gì vậy? Đây là bằng chứng gì? Cậu ấy lại gửi một loạt tin nhắn. Đây là địa ngục nơi tôi đã trải qua. Địa ngục cây sắt hay địa ngục thiêu đều là khi bạn học của tôi bị phạt. Tôi chụp lại, tôi biết cậu chắc sẽ nghi ngờ. Nếu như tôi đã trải qua những hình phạt ở địa ngục, sao tôi vẫn còn ở đây, trải qua vòng lặp thứ hai? Tôi cũng vừa mới tìm ra nguyên nhân, lý do tại sao điều này xảy ra. Vì có một tầng địa ngục, gọi là địa ngục gương. Ở nơi này mọi người sẽ chia làm hai cơ thể, cho nên mới có tôi, mới có cậu, cho nên mới có vòng lặp thứ hai. Tất cả là hình ảnh phản chiếu. Để thoát khỏi địa ngục này, cả hai chúng ta phải còn sống, bởi vì chúng ta vốn dĩ là một. Không tin cậu xem đi, vẫn chưa hiểu hết những gì cậu ta nói. Một bức ảnh lại làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Số 7 có một vết bớt trên lòng bàn tay trái. Tôi run rẩy mở bàn tay phải của mình ra, cũng nhìn thấy một vết bớt tương tự. Không sai, vết bớt của tôi ở tay phải. Cậu ta đúng là hình ảnh phản chiếu của tôi. Tôi càng bối rối hơn, nơi này là địa ngục hay là do tôi sắp chết nên tạo thành? Vấn đề là không có điểm chung giữa hai cách nói này. Chỉ cần chọn sai tôi sẽ chết. Tôi muốn đấu tranh một lần nữa, bởi vì tôi thấy trong nhóm nhỏ còn rất nhiều bạn học. Nếu là địa ngục hay là trong gương cũng được, ít nhất những bạn học này chắc chắn cũng là người sống. Nhưng nếu là không gian tôi tạo ra, vậy thì họ chỉ là người hư cấu mà tôi tưởng tượng ra. Cho nên tôi tùy tiện tìm một người trong nhóm, là số 42. Bạn học số 42, xin hỏi số không có tìm cậu không? Suy nghĩ của tôi là nếu số không là ác quỷ, vậy thì chắc chắn anh ta không chỉ muốn mê hoặc tôi. Nếu anh ta là bác sĩ, vậy thì không cần phải nói chuyện với những người tôi tưởng tượng ra. Ngoài ra, tôi chọn ngẫu nhiên số 42. Ngẫu nhiên có nghĩa là kết quả không thể được sắp xếp trước. Nhưng không ngờ là số 42 lại lập tức hỏi lại tôi. Sao cậu ta cũng tìm cậu? Số 0 cũng tìm số 42 rồi. Có nghĩa là anh ta không phải bác sĩ. Hắn đang cố ý mê hoặc mọi người ở đây. Tôi lại nhắn tiếp. Đúng vậy, anh ta nói anh ta là bác sĩ. Đây không phải địa ngục, mà là không gian khi tôi sắp chết đã tự tưởng tượng ra thôi. Số 42 ngạc nhiên nói với tôi. Anh ta cũng nói như vậy. Hắn đang lừa chúng ta. Sao lại có chuyện tôi và cậu đều là bệnh nhân chứ? Người tôi ớn lạnh. Chúng tôi thật sự đang ở địa ngục sao? Rất nhanh đài phát thanh lại vang lên câu hỏi tiếp theo. Câu 4. Bạn đã bao giờ tung tin đồn thất thiệt chưa? Tôi không dám trả lời. Không có gì bất ngờ số không lại nhắn trong nhóm. Câu hỏi này cũng không cần nói thật, đều phải trả lời không có. Số 7 lại nhắn lại cậu trước đó trong nhóm nhỏ. Mọi người đừng trả lời, để cậu ấy trước. May mà cậu ấy không chốt. Điều này cho thấy câu trả lời mà số không nói vẫn đáng tin, khiến tôi càng không thể đoán được sao số không lại mê hoặc tôi. Ngoài ra tôi chợt nhớ ra một chuyện khác. Anh ta bảo tôi đến sân vận động, đó có thể là chìa khóa. Tôi vội hỏi 42, số không có bảo cậu đến sân vận động không? Số 42 trả lời tôi, có. Lúc đầu hắn bảo tôi đến. Vì sao vậy ta? Tôi không thể trả lời câu này, vì tôi cũng không biết tại sao. Nhưng tôi nghĩ lại, đây có thể là một trong những manh mối. Nếu số không là ác quỷ, vậy sân vận động này là hang ổ của hắn sao? Hắn ta giúp chúng tôi thoát khỏi hình phạt để dẫn chúng tôi đến hang ổ của hắn. Sau đó hắn sẽ tự xử lý chúng tôi. Mang theo nghi vấn này, tôi định tiếp tục thăm dò số không. Tôi hỏi anh ta, còn sân vận động thì sao? Số không trả lời tôi, bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ sẽ rất khó để cứu sống, nên tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa. Tôi hoang mang, sao lại có bác sĩ như vậy chứ? Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào số không rồi, bởi vì hắn ta không có ý muốn cứu bệnh nhân mà một bác sĩ nên có, mà giống như răng lưới, có thể bắt được ai thì bắt vậy. Không khác gì một ác quỷ. Số 42 đột nhiên hỏi tôi. Còn một chuyện rất kỳ quái nữa. Cậu có biết dưới địa ngục có một tầng là địa ngục gương không? Tôi lập tức nhíu mày. Trước đây tôi không biết, nhưng vừa rồi số 7 cũng nói như vậy. Nhưng vấn đề là tại sao số 42 đột nhiên hỏi như vậy? Tôi lập tức gửi tin nhắn hỏi lại. Tôi biết, tôi đã nghe qua rồi. Cậu hỏi điều này là có ý gì? Số 42 trả lời khiến tôi càng ngạc nhiên hơn. Tôi đã thấy hình ảnh phản chiếu. Nếu muốn thoát khỏi địa ngục thì phải tìm hình ảnh phản chiếu của mình. Đó là những gì tôi có thể nói. Tôi chợt nhận ra, hóa ra ở vòng lặp trước, người trốn thoát thành công không chỉ có số 7, không chỉ hình ảnh trong gương của tôi thoát ra được, 42 cũng tìm thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Điều này xác nhận số 7 thực sự không nói dối. Ngay lúc này, số 7 lại nhắn tin cho tôi, nếu tiếp tục thế này, chỉ cần số không đưa ra câu trả lời ngược lại, thì tôi sẽ chết. Tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên nhắn lại, cậu làm vậy quá nguy hiểm. Cậu ấy trả lời tôi, bởi vì ngoài chúng ta, còn những người khác cũng muốn trốn thoát, tôi chỉ có thể làm thế. Điều này cũng phù hợp với những gì số 42 nói. Số 42 chính là những người khác đó. Nhưng điều tiếp theo cậu ấy nói, tôi chưa từng nghĩ tới. Cậu có biết vì sao tôi có thể thoát khỏi vòng lặp trước không? Rất đơn giản, chúng ta đã giết ác quỷ. Giết ác quỷ là số không sao? Giết thế nào? Tôi nhanh chóng hỏi. Cậu ấy bắt đầu nói tiếp, không sai, hắn có thể bị giết. Tôi đã thử, nhưng có một vấn đề lớn. Nếu muốn giết được hắn, phải có được sự tin tưởng của hắn. Cậu có thể khiến hắn tin tưởng không? Tôi cảm thấy không được, vì tôi vừa cãi nhau với số không, chỉ có thể nói thật với số 7. Tôi sợ là không, đến cả lừa tôi hắn cũng lười nữa. Số 7 nói với tôi, cậu chụp màn hình
hình tin nhắn gửi cho tôi đi. Tôi sẽ nghĩ cách. Tôi nhanh chóng chụp màn hình tin nhắn và gửi qua cho số 7. Đồng thời hỏi, nếu cậu chết, tôi phải làm sao? Tôi sẽ vĩnh viễn không thoát ra được sao? Số 7 đã cho tôi một câu trả lời. Nếu tôi chết, vậy thì cậu phải nghĩ cách tìm được cổng vào địa ngục gương, tìm chính mình một lần nữa. Cậu ấy nói cũng có lý. Số 7 lại mang tin tốt đến. Tôi có cách để dễ dàng lấy được niềm tin của hắn. Cậu chỉ cần nói cho hắn tên của cậu là được rồi. Dù cậu tạm thời chưa lấy lại được trí nhớ, nhưng tôi đã thoát được vòng lặp 1. Tôi nhớ được một phần ký ức. Tên tôi là Tiểu Vi. Đó cũng là tên của cậu. Tôi chợt nhận ra, tôi liền nhanh chóng gửi một tin nhắn cho số 0. Tôi nhớ tên tôi rồi, là Tiểu Vi. Số 0 trả lời ngay lập tức. Rất tốt, đến sân vận động đi. Điều này làm khó tôi rồi. Lúc này tôi thực sự không muốn ra khỏi phòng. Ai mà biết ngoài kia có phải là địa ngục không? Tôi chỉ có thể đem chuyện này nói cho số 7. Tôi phải trả lời thế nào? Số 7 nói, cậu đã đưa ra bằng chứng. Đương nhiên cũng phải bảo hắn đưa ra bằng chứng chứ. Cậu phải khiến hắn nói ra hắn đến từ đâu và hiện tại đang ở đâu. Để giết hắn chúng ta phải biết được điều này. Tôi gửi tin nhắn cho số 0 theo yêu cầu của số 7. Nhưng bây giờ tôi không hoàn toàn tin anh. Anh nói anh là bác sĩ. Vậy sao anh lại vào được tiềm thức của tôi? Anh là trạng thái tồn tại nào? Anh đang ở đâu? Số 0 lập tức trả lời tôi. Tôi là phương tiện trung gian. Nói đúng ra tôi chính là thuốc. Tất nhiên là đến từ tĩnh mạch. Nơi hoạt động là ở trong não bộ. Cũng chính là vị trí hiện tại. Văn phòng hiệu trưởng. Lời hắn bịa ra thực sự nghe cũng có lý. Chỉ là quá tùy ý. Vì để lừa tôi, hắn ta thậm chí còn giải thích. Sân vận động chính là tim, cũng là nơi trú ẩn. Chỉ cần vào đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi loa phát thanh. Cô không cần đến tìm tôi, đến sân vận động là lựa chọn tốt nhất. Cho đến nay, chưa có ai thành công đến được đó. Cô là hy vọng tốt nhất. Câu sau của hắn ta cứ như thể đang nói tôi là người được trời chọn vậy. Hắn nghĩ tôi sẽ bị lừa sao? Đáng tiếc là tôi đã sớm nhìn thấu hắn rồi. Cho nên tôi chụp lại màn hình tin nhắn của chúng tôi gửi cho số 7. Sau đó hỏi tiếp theo phải làm gì? Chúng ta sẽ đến phòng hiệu trưởng giết hắn sao? Số 7 lại trả lời tôi, không cần. Biết được hắn vào bằng cách nào? Tôi sẽ biết cách để đuổi hắn ra ngoài. Thật sự cảm ơn cậu. Câu nói này làm tôi hoang mang lần nữa. Từ đầu đến cuối cậu ta đều nói phải giết ác quỷ, nhưng giờ lại nói là đuổi hắn đi. Tại sao vậy? Cũng chính lúc này, số 0 lại nhắn, cô để lộ ra tôi rồi. Tôi rất bối rối, không biết trả lời thế nào. Anh ta tiếp tục gửi tin nhắn đến. Tôi đã nói rồi, bệnh nhân không tin bác sĩ sẽ rất khó cứu. Chuyện đến nước này, tôi chỉ có thể nói thẳng, tôi đã biết anh là ác quỷ rồi. Đây là tầng địa ngục gương của địa ngục. Số 7 chính là tôi, cậu ấy sắp giết anh rồi. Chúng tôi sẽ ra khỏi địa ngục. Số 0 lại bình thản hỏi lại tôi, nếu cô ta chính là cô, vậy tại sao cô ta cũng bị đánh dấu số 7? Theo nguyên tắc, cô ta phải là sự tồn tại đặc biệt mới đúng, không phải sao? Nghe đến đây đầu tôi hơi nhức nhức, thôi cút mẹ rồi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.